Hiếu Ngọc và Phú Lê xin thân gửi tất cả các cô bác, các anh chị, các thành viên trong đình bạn tôi hay một trích đoạn giọt máu chung tình, hay còn gọi là tình sử Bạch Thu Hà, mong mọi người cùng đón nhận. Khói mờ xa trường quê hương tầm tháng bình lứa, chí hùng tung hoành thằng trai chẳng hạn tự xin. Hôm chia ly chàng ra đi, cầm tay hứa ngày trung quan, ai hay đâu tình ly tan, duyên trung mai chia liền. Biến cô chập trung xa, tung qua câu tiếng quan họ reo, nơi mũi đàn làng tên có mấy ai quay trở về, chỉ cầu phù sa xin gửi bạn tình dòng chính chiến, nên giọt máu hồng tắm nhuộm mái Trường Sa. Những tưởng mỗi tướng phùng đứt dậy cuộc đó qua, cho nghĩa trăm nắng vẹn vẹn nguyện. Ai có ngờ duyên mới trao duyên, thì giấc mộng tình đã hành thiên lễ sơn. Anh đã về đây khi trăng lặn sao mơ. Sao đôi mắt anh nhìn em như đầm lệ máu, anh hùng nhuộm đỏ toàn thân. Tỉnh dậy đi em, mình cùng cạn nỗi hàn huyên, sợ bình minh trở lại mình sẽ chia lìa đôi ngả. Anh về từ đâu sao không? Gió hiu hắt máu hồng ướt đẫm chim bào, đến nửa núi sông hồn nhẹ bước quê nhà. Còn tìm đâu phút bên nhau phút mơ
theo gió bay, theo gió bay đến phương nào. Lệ có cho tình ta đổi ngã, bước chân chàng trở về. Bạch Thu Hà, gió đông sơn. Bạch Thu Hà ơi, anh đâu phải là kẻ sống còn trên dương, mà anh chỉ là hồn ma bóng quê về thơm em trong đêm vắng canh tàn. Giây phút gần nhau rồi cách biệt đôi đàn. Trời ơi, mới nghe qua như đất bằng sóng dày, còn tai kìa, tiếng gà đã giục gà dây gian như bao hiệu bình minh đã trở lại. Em ơi, tí ngọa xa trường quân mạc tiêu, cổ lại trình chiến kỳ nhân hoài. Bạch Thu Hà, gió đông sơn, gió đông sơn. Trời ơi, cơn ác mộng mới vừa chớp tình, thì lại lấy tình